Hôm nay chủ nhật nha các bạn, cuối tuần nha, chúc các bạn gặp nhiều may mắn và phát tài phát lộc nha. Điều lưu lao sắm cú rồi mà sắm điều che where che các bạn rồi, chúc các bạn buổi sáng gặp nhiều may mắn và phát tài phát lộc nha. Rồi, cuối tuần để đầu tháng đó rồi. Trời lạnh rồi nha mày, tết rồi.